chào các bạn trở lại. Hôm nay Khải Toàn chia sẻ về thiền buông thư giúp ngủ ngon. Khải Toàn đã làm các video về tập ngồi thiền, các bạn có thể tìm kênh Khải Toàn Phong Thủy hoặc Khải Toàn Thiền Định để xem thêm. Hiểu đơn giản, thiền buông thư là cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể bằng tình yêu thương của tâm trí, giúp chữa lành tâm và thân. Động tình, động khí, động tâm. Cảm xúc của con người là quan trọng nhất. Khi nhục thể xáo trộn do ăn uống sinh hoạt, khí huyết trong người không điều hòa, những tham dục dẫn đến tâm động, gây ra phiền não. Con người rất dễ bị động tâm. Khi nghe khen một câu, vui hết biết. Khi nghe chê một câu, giận hết sức. Muốn mà không có được lại phiền não. Con người rất dễ làm bạn với phiền não. Phiền não là chốn con người tự tìm đến. Vì con người phàm phu vốn dĩ là vậy. Chúng ta không phải là bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân họ toàn giác. Chính vì dễ bị động tâm dẫn đến phiền não, chúng ta cần một phương thuốc cho tâm. Bệnh thân thì tìm bác sĩ, bệnh tâm thì chỉ có tự mình chữa. Thông qua con đường tu tập, trong đó hành thiền là một phương tiện phù hợp. Những đêm khó ngủ, tâm trí ta xao động, chúng không ngừng suy nghĩ. Khi bình thường ta muốn làm một việc gì đó, ta vận dụng tâm trí để đưa ra vấn đề. Nhưng kỳ lạ thay, những đêm mất ngủ, tâm trí hoàn toàn dẫn dắt ngược lại chúng ta. Chúng ta không thể nào dừng lại những dòng suy nghĩ vô tận này. Vì thế, các bạn có thể dùng thiền buông thư để thử, có thể giúp cho bạn một giấc ngủ an. Thiền buông thư là vận dụng tình yêu thương của tâm trí, ôm ấp từng cơ thể. Những trở ngại khi tập thiền buông thư. Thiền buông thư chính là dành tình yêu thương dành cho cơ thể của chính mình, xoa dịu tâm thân. Những ai tập chưa quen, có thể chưa quen cảm giác tự vỗ về bản thân, chưa thể dành tình cảm nhẹ nhàng dành cho chính mình. Điều này cho thấy tập khí của các bạn còn quá nặng. Có thể chuyển qua tập thiền định theo phương pháp đơn giản. Mời các bạn xem thêm trong kênh. Dù thiền quán, thiền buông thư hay bất kỳ phương pháp nào khác, rất cần sự tinh tấn của chính bản thân bạn. Nói cách khác, ai tu người đó hưởng. Tu nghiệp nào hưởng nghiệp ấy. Giả dụ cha mẹ bạn yêu thương bạn, cho bạn thức ăn ngon, nhưng chính bạn phải tự ăn và thức ăn phải phù hợp cơ thể. Bạn tu thân không ăn uống có hại, thân thể sẽ hưởng phước lành. Bạn tu tâm không gây thù, luôn nhẫn nhịn, có lòng yêu thương chúng sanh, bạn sẽ được phước huệ. Vì thế, dù bệnh thân hay bệnh tâm, cần đúng liều thuốc, đúng liều lượng, kiên trì theo thời gian. Thiền định là một phương pháp đơn giản cho tâm thân. Có hai bài tập chính, có thể ngồi nhưng nếu nằm sẽ thoải mái hơn. Nằm trên sàn nhà, sàn gỗ, có thể lót một tấm đệm mỏng. Mỗi ngày cần từ 10 đến 30 phút, bất kỳ buổi nào. Nếu bạn khó ngủ thì tập thiền vào lúc đi ngủ. Ở bài 1, mặc đồ thoải mái, không gian yên tĩnh, ánh sáng nhẹ, không mùi khó chịu, tránh xa thiết bị điện tử. Có thể mở nhạc thiền êm dịu, ngồi hoặc nằm tùy thích. Bây giờ hãy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể toàn thân. Trong phút giây này, ta không còn vướng bận bất kỳ điều gì, tâm thân đều tự tại. Hít vào, cảm nhận mình hít vào. Thở ra, cảm nhận mình thở ra. Cảm nhận ta may mắn khi còn thở, còn thưởng thức được không khí trong lành. Miệng nở nhẹ nụ cười, ta may mắn còn miệng để cười, còn nói được những lời thương yêu. Đôi tai nghe được tiếng nhạc du dương, ta may mắn còn nghe được lời hay ý đẹp. Tiếp theo cảm nhận về đôi mắt, ta may mắn còn đôi mắt để thấy được ánh sáng. Tiếp tục theo dõi hơi thở,
và cảm nhận về tay, về chân, cảm nhận tất cả bộ phận trên cơ thể. Ta may mắn vì có được cơ thể lành lặn hơn bao người khác và mỉm cười an lạc. Chẳng may trên cơ thể ta có một nơi nào đó đang bị đau, chính nơi này khí huyết không lưu thông. Hãy dành sự thương yêu nghĩ đến vùng này trên cơ thể, dùng năng lượng thiện lành để vết thương sớm lành. Và có thể nghĩ đến những điều ta may mắn hơn người khác, dần dần đi vào giấc ngủ. Bài tập 2: thực hiện buông thư toàn thân. Chọn chỗ nằm thoải mái, không gian yên tĩnh, ánh sáng nhẹ, tránh xa thiết bị điện tử. Nằm xuống định thân cho tư thế thoải mái nhất, duỗi thẳng hai tay hai chân, cảm nhận toàn thân và nền đất là một. Hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình đang thở ra. Hãy cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận từ không khí trong lành đang ngập tràn trong buồng phổi, cảm nhận cơ bụng phình ra khi chứa đầy oxy và xẹp xuống khi ta thở ra. Cảm nhận toàn thân thư thái sau bao ngày làm việc mệt nhọc. Cảm nhận sự thoải mái của đôi chân. Cảm nhận sự thoải mái của đôi tay. Và cảm nhận niềm hạnh phúc đơn giản trên gương mặt của chính mình. Cảm nhận ta còn may mắn hơn bao người. Cảm nhận toàn thân buông thư thật dễ chịu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Khải Toàn vừa chia sẻ phương pháp thiền buông thư, hy vọng các bạn có thể vận dụng trong đời sống thường ngày, giúp tâm an ngủ ngon hơn. Thiền định là sự tĩnh lặng của tâm trí, tâm an rồi vạn sự thông. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.